có cô ở trong đây nè. Hà xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay á, trời vừa tạnh mưa cả nhà, mình rủ anh 12 đi để bắt cua cả nhà ơi. Đây hồi nãy mình không chụp vô được, nhưng mà nó đưa cái càng ra mình sợ quá, chắc phải nhờ anh 12 hợp tay vô bắt giùm rồi. Mình mới đưa vô anh đưa cái càng hết hồn hết trơn cả nhà. Ây da, anh 12 bắt giùm đi. Đây nè 12, đây nè cái hang này nè, cái hang to nè, sợ nó bò ra. Đây là cả nhà. Đây là ở cái hang đó họt sâu vô luôn á. Cả nhà ơi. Đó, có cô. Nó đưa cái càng ra trước. Nó đưa cái càng ra trước vì nó kẹp. Có không? Có không? Bự không? Chết nhỏ mà. Thường á cả nhà mình đi bắt cua mình lợi trời mưa á. Trời mưa tạnh là có cua nhiều lắm. Cả nhà ơi, thì ở quê mình chỉ có bán nhiêu đó thôi đó, bắt cua bắt ốc để ăn qua ngày à cả nhà ơi. Bây giờ mặn cái gì cũng khó khăn hết trơn á. Bữa nay mình không có đeo mít nha, tại vì mỗi lần mà mình đi quay dưới sông mình đeo mít là nó bị hư mít hết rồi cả nhà. Mình hư cái mít này nữa là hai cái rồi đó, mới đặt mua thêm một cái nữa cả nhà ơi.
coi cái này nè. Tụi mình hay biết nãy gì không? Trứng cá lô kiến. Trứng cá lô kiến ngay cả nhà thì chắc ăn trong đây thôi có cá lô kiến thôi. Cái này nó đi du ngoại rồi, thì mình để lại thôi nha, mình để lại thôi cho nó sinh sản ra đâu. Kiểu như không dính gì ra mà sao nó đi ra ngoài ta, ổn quá cả nhà ơi, hai con rồi đó. Tại thì chết coi chừng nó vòng vòng đâu đây nha, trừ khi nó trong hang mà mới bắt được thôi chứ ở ngoài là mình không thể nào mình chụp nó được. Khổ phí. Cái gì vậy ta? Ôi ổn quá à. Ôi có nè. Cá lô kiến, hai con luôn. Đây ra. Đây ra. Này cả nhà. Hai con luôn. Bự lắm, cá bự anh 12 ơi, anh 12 ơi. Cá này, ấy da, ấy da. Nắm cái đuôi nó chắc không? Ừ. Mình nắm cái đuôi nó mình gịch nha, cháu chắc không? Đây. Hai con luôn á. Đây cả nhà, con cá này nó bự quá. Ây da. Nó dính kìa. Ây da. Gồng. Ôi, ghê chưa cả nhà ơi. Đây. Đây nha. Trời mưa này nè cả nhà, mình đi mò cá rất là im luôn á. Ồ đây có ốc. Ồ gà. Cái chắc là con cá hồi nãy đó. Trong hang. Con gà này cũng bự nè. Đây có hàng. Ừ, có con gà này bự quá. Có đó mình sử dụng được. Cái gà này thôi. Quay im. Cái nhà thử một lần mà trời mưa mà đi mò cá cho mình đi, cảm giác cái lời gồm hết luôn. Cảm giác cái lời gồm hết luôn cái nhà. Nó lại lạnh đã đẩy. Video hay hơn nữa nha. Gì trẻ. Có đó.
quá à, mình không bắt nha. Con nào bự bự mình mới lấy. Ở đây hang nhiều quá luôn nè cả nhà thấy không? Quá trời nhiều hang luôn, nhưng mà hang cạn quá thì nó mới có cá, thường mấy cái hang sâu sâu nó mới có cá cả nhà. Đây, anh 12 bắt được cá rồi cả nhà ơi. Quan trọng là cá có bự bằng cá em bắt không? Nhỏ hơn rồi. Nhỏ hơn rồi. Đây cả nhà. Ủa nó quậy, nó quậy, nó quậy em bắt luôn. Đây cả nhà ơi, thì mấy anh em mình chọn địa điểm bên đây nha. Do là trời mưa chắc mình dẹp điện thoại á. Mình đi bắt chút xíu mình khoe thành quả sau nha, do trời mưa. Đây cả nhà ơi, thành quả của mấy anh em mình bắt buổi chiều nè cả nhà. Có một chút xíu thôi cũng cỡ 1 tiếng đồng hồ quá vậy. Mà đủ thứ luôn nè. Cá rô kiến á thì nhiều lắm luôn á. Cá rô kiến bắt bệnh có 2 con mà. Mấy anh em mình bắt theo cái đường mương này nè cả nhà. Không phải cái đường mương. Đường bờ đê. Cái đường bờ đê cả nhà, hang rất là nhiều luôn. Đó có cá bự bự không luôn. Mình biết vậy mai mốt mình đi theo cái đường này mình bắt là cả nhà ơi. Thì cũng lạnh quá thôi mình đi lên thôi cả nhà ơi.